Điện tử anh Nguyễn chào các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhá. Điện tử anh Nguyễn xuống tận nhà bác Lam và bác Phong ở Ngô Gia Tự, Hải Phòng. Giáp một dàn hát đẳng cấp chuyên nghiệp. Đó là một lọc tươi đình đám, một mic BT 600 mic Mỹ và một chiếc máy lén 266 là một chiếc vang đẳng cấp nhất hiện nay là APB 1K1000 và một cây KTV một cục gậy, và anh Nguyễn đã xếp thành công phần mềm bằng hệ thống máy tính mới chuyên nghiệp. Và đây là ngôi nhà của bác Lam, rất là đẹp, lịch sự, đẳng cấp. Hai bác rất là đam mê ca hát, yêu ca nhạc. Đây ngôi nhà bác, đây là nhà tư của bác, nhưng mà bác trang trí giống như một phòng hát chuyên nghiệp. Và bác Lam là chủ nhà, rất đam mê. Bác Phong là em của bác Lam, và đây ca sĩ là Trung Nguyễn, thì cùng anh Nguyễn một căn nhà hết sức đẹp. Chồng anh Nguyễn tiếp với đôi loa bốt và đôi loa AR rất đẳng cấp chuyên nghiệp. Đây là phòng hát riêng của bác Lam. Bác Lam là 4 tầng, có diện tích sàn mỗi một phòng là 140 m², rất là rộng. Và anh Nguyễn này sẽ ghép một bộ mic đẳng cấp nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Đó là một mic BT600 đẳng cấp và một chiếc vang APB Audio 1000 phát wifi để chỉnh phần mềm. Đây chính là những phần mềm anh đã rất thành công. Bác Lam là ở Ngô Gia Tự, Hải Phòng, một đất thành phố hoa cỏ rất đẹp và xinh tươi, và là cái logo xanh. Anh Trung Nguyễn đang hát kết máy. Nhà bác làm rất là đẹp, rất là lịch sự. Bác Lam mặc áo màu đỏ và bác Phong mặc áo màu đen. À, anh em ruột rất đam mê ca hát của yêu văn nghệ. Oh,
và một chiếc mic DT-600 chuyên phục vụ việc ca hát và cho giọng hát hết sức trong sáng mượt mà. Ca sĩ Thành Nguyên đang thể hiện một ca khúc hết sức thành công. Bác Lan đang hát một ca khúc nói về Hà Nội xưa. Sức khỏe. Với hệ thống máy tính máy đi đã, Hành Nguyễn đã set up thành công một hệ thống karaoke gia đình và chuyên nghiệp với loa Bose, loa AR và một lọc Beyway Equalizer và một chiếc mic đẳng cấp BT600, một tổng chiếc máy lén 26XL và một cục mà một cái vang ASP K1000, một đầu hát karaoke TV và một cục gậy Crow có sẵn. Hello.